đây các bạn nhé. Không biết là có bạn nào theo dõi cái video lần trước không? Video mà mình giới thiệu cái bệnh loét ghẻ sẹo ấy, các bạn. Loét và ghẻ sẹo. Chính là cái cây này này, mình đã xử lý này. Cách đây hơn một tháng này. Đã mọc lại chồi mới này. Đẹp như mơ luôn. Đấy, các bạn. Đây, lần trước là nó bị này, nó rụng hết lá luôn các bạn. Đây. Và mình cũng đã xử lý là mình vặt gần như hết các lá bị bệnh trên cây này. Và mình và nó mọc lại chồi mới này. Nó không hề bị bệnh. Này cái vết trước này khô hết rồi các bạn. Đây. Cây này mình đã xử lý nhá. Mình đã xử lý thành công các bạn. Bệnh loét và ghẻ sẹo. Đây, khô hết rồi các bạn. Này hơn một tháng rồi. Lộc non đẹp xanh mơn mởn luôn. Cái này thì cái cây này thì mình xử lý như này các bạn. Thì lúc đầu là mình sẽ đánh cái nano bạc trước các bạn nhé. Mình sẽ đánh nano bạc trước, sau đó được khoảng 7 đến 10 ngày, 7 ngày thì mình xử lý tiếp cái gốc đồng. Gốc đồng nhá. Cái hình ảnh thì mình sẽ để ở trên màn hình video này các bạn nhé. Thì gốc đồng nó là Iscope bên lộc trời ấy các bạn. Cái lần 2 thì mình đánh cái Iscope đấy. Còn lần 1 thì mình đánh nano bạc. Và sau khi nó cây này nó mọc chồi lại thì mình lại nhú chồi lên thì mình lại đánh phun cái thuốc là trị bọ trĩ, trị sâu vấy bùa các bạn nhé. Trị sâu vấy bùa. Nhú lộc lên khoảng 2 phân đấy. Thì mình đánh sâu vấy bùa để những bệnh loét sẹo ở dưới lá sót còn lại thì nó không phát tán, nó không tấn công vào lá nữa. Vết bệnh khô hết rồi. Cây khá là đẹp. Kể cả cây các bạn nhé. Kể cả cây cho quả cũng vậy, mình cũng xử lý như vậy. Nếu mà cây lá nào hoặc là cạnh nào bị thì mình xử lý mạnh luôn. Vặt hết lá bị bệnh đi. Không thì nó lại bị bệnh nặng quá, nó lại lây sang cành, sang quả các bạn nhé. Thì phải xử lý luôn. Này mình thăm lại thôi. Mình cho các bạn thấy là cái kết quả của mình xử lý cái loét sẹo trên cây có múi các bạn nhé. Lạc mình sắp được thu rồi. Chả thấy sai quả gì các bạn ạ. Đây. Đây mình trồng sen lạc các bạn. Này chính cái gốc này là bị nhiều nhất này. Cái video trước thì mình sẽ để ở phần phía dưới mô tả các bạn nhé. Để các bạn có thể xem là cách xử lý của mình như vậy.
Rồi, ok, xin chào tất cả các bạn nhé. Các bạn nhớ đăng ký kênh và chia sẻ giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều.